Hiện giờ thì tôi đang ở thị trấn Mèo Vạc, đã nghỉ ngơi ở đây qua một đêm và 2 ngày ở đây. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa các bạn tiếp hành trình từ Mèo Vạc sang Đồng Văn và đi về Hà Giang như thế nào. Đấy, trong cả một cái chuyến hành trình du lịch. Ở đây là cuối con đường Hạnh Phúc nhé các bạn nhé. Và đây là buổi sáng sớm này. Bây giờ mới đang có 7 giờ thôi. Hiện giờ là đang ngày mùng 5 Tết. Đây chính là thị trấn Mèo Vạc. Đấy. Thị trấn Mèo Vạc đây. Bạn thấy chưa? Đấy. Trung tâm thị trấn. Thì ở đây chúng ta sẽ phải vượt qua đèo Mã Pì Lèng và đến với thị trấn Đồng Văn. Đây, biển đây. Đấy. Chợ trung tâm và đi Đồng Văn. Từ đây là sang là 22 km nữa. Đấy. Thì bây giờ các bạn tiếp tục hành trình cùng tôi nhé. Đi sang Đồng Văn và xem là cả cái tuyến hành trình của tôi nó đi như thế nào. Và để các bạn biết là sau này các bạn còn đi. Đấy. Các bạn có thể xem qua video của tôi, các bạn sẽ có thể tự đi du lịch được. Đấy. Trong 3-4 ngày vừa rồi tôi đi. Đây chính là cổng chào mà kết thúc cái thị trấn Mèo Vạc nha các bạn nhé. Thì từ đây đi Mã Pì Lèng thì khoảng 7 cây nữa và có đường rẽ đi hẻm vực Tu Sản đấy các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn cứ theo chân tôi để đi biết hết con đường. Đấy, từ thị trấn Mèo Vạc đi nhá. Đến đây thì tôi đã đến gọi là đèo chân đèo Mã Pì Lèng, một cảnh quan rất là hùng vĩ ở khu vực này. Ở dưới này, trên này thì là đèo, đây là đi đèo Mã Pì Lèng đằng sau lưng tôi nhá. Đấy, còn dưới này chính là đi cái hẻm vực Tu Sản và đi sông Nho Quế. Sông Nho Quế thì các bạn biết rồi, cái hẻm vực đấy cũng rất là đẹp, một trong những địa danh mà gần như là khách du lịch ai cũng muốn đến. Đấy, mới đầu xuân năm mới thôi nhưng mà các bạn nhìn xem. Đấy, có rất nhiều khách du lịch đang lên cao nguyên đá và đi Tu Sản này, đi hẻm vực đó, rất là đẹp. Nhà ông 13 vợ ở trên này, 13 người con ở trên này này. Đấy, chỗ tôi quay ngày trước ấy, đi lên, đi cái đường này lên đấy. Đường ấy thì đi cực vất luôn. Đấy. Bây giờ thì tiếp tục các bạn hành trình cùng tôi đi thẳng lên đỉnh Mã Pì Lèng, đi đến cái chỗ tiếp đó là chính là Panorama. Đấy, cái điểm mà một vài tháng gần đây ấy, vài tháng cuối năm 2019 ấy, là rất là nổi tiếng ấy. Đấy. Hình như là bây giờ họ đã được hoạt động trở lại và bán hàng trở lại rồi sao. Nào bây giờ thì các bạn cùng tôi nhá, tiếp tục hành trình. Đến với Mã Pì Lèng thì các bạn không thể không đứng được ở cái cảnh này. Cảnh này là một cái điểm ngắm cũng rất là đẹp. Đấy. Tuy là không ngắm được hẳn xuống đến sông Nho Quế nhưng mà ngắm được cái con đường mà đi biên giới. Đi biên giới, đi 3 xã biên giới. Ở trong này cái đường này đi còn 3 xã nữa, gọi là 3 xã biên giới: Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ. Đó là 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc. Đấy, các bạn thấy cái khu vực này có một cái bức ảnh có nghĩa tên là đường trên mây. Tôi nhớ không nhầm tên nó là đường trên mây. Rất là đẹp luôn, của một nhiếp ảnh ra mà chụp nó có cái bóng cây kia và dưới là có một người gùi cái dắt con bò gùi cái ấy quẩy tấu, rất là đẹp. Đẹp quá nên tôi phải ngắm. Và chắc chắn là các bạn xem thì các bạn cũng rất là thích rồi. Lên đây thì mê luôn, không muốn về. Tuyệt vời. Đấy. Trên này là còn một cái đường dân sinh nhỏ nhỏ nữa. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đường dân sinh trên này này. Đi dưới cái vách đá này. Đấy. Và trên kia là nhà ông mà có 13 người con. Đấy. Nhìn thế thôi, sơ sẩy cái là trượt chân ở đây phát thôi là ngã xuống không biết bao nhiêu mét luôn. Tôi đã đi và khám phá con đường ấy rồi. Phải có những cái tay lái mạo hiểm thì mới dám đi. Thôi, bây giờ tiếp tục ngay đây thôi, là đã là Panorama rồi. Bây giờ tôi phải đi ra đó.
Đấy. Còn đây chính là Panorama. Hiện giờ đang có rất nhiều du khách đang đứng xem ở đó nhá, chụp ảnh. Nó là một điểm view rất là nổi tiếng đấy. Đấy. Đang có rất nhiều khách trong ngày Tết như này. Đấy. Đang đứng chụp ảnh cùng các kiểu luôn. Đấy, Panorama. Và điểm view ngắm xuống điểm mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản. Thôi bây giờ tôi tiếp tục phải đi thôi. Còn đây nhá, các bạn đi xuống dưới này sẽ có một cái bãi xuồng để đưa du khách đi. Đây, đúng tay thì chỉ này, đúng đầu ngón tay này. Đấy, các bạn sẽ đi vào trong này, đi xuyên qua cái hẻm vực này. Nước xanh lét luôn, như dòng sông Nho Quế mùa xuân. Thì đây các bạn đã biết rồi đấy, dòng sông Nho Quế mùa xuân nó xanh như thế nào. Đấy, có câu ví đấy: đôi mắt em trong như dòng Nho Quế mùa xuân, đôi môi em đỏ như nụ đào mới nhú. Thì đây các bạn nhìn thấy xanh lét lên lẹt. Thôi tôi phải đi đây, tiếp tục hành trình Panorama. Mới hôm nay mới có mùng 5 Tết thôi, nhưng mà khách du lịch đi rất là đông. Đấy, trên đỉnh mã Pì Lèng đang rất là đông. Đấy, các bạn nhìn ngược về đây Panorama này. À, xếp xe hàng loạt luôn. Đấy, một dàn dài luôn. Đấy, bao nhiêu xe, xe ca xe kia thì các bạn nhìn xem nguyên xe. Mấy cái xe to kia mà cả đỗ đằng kia nữa, mà lúc nãy tôi quay ngược lại. Thì Panorama bây giờ đã được hoạt động trở lại và bán hàng, tôi đã thấy bán hàng rồi. Đấy, và có những người du khách đến rất là đông để trải nghiệm ở khu vực này. Đấy, bây giờ nó đã chuyển sang một cái màu gọi là màu xanh lét rồi, rất hợp với cả núi rừng. Đấy. Còn bên kia dọc đây lên chính là Sống Mũi Ngựa, đó chính là đỉnh mã Pì Lèng. Bây giờ tôi sẽ sang bên đó, khách đông lắm. Hiện giờ thì tôi đã đứng ở ngang với cả cái Sống Mũi Ngựa, có nghĩa là của đèo mã Pì Lèng ấy, cái đoạn dốc nhất ấy. Còn kia chính là cái mỏm đá Yên Ngựa, đây mỏm đá mà gọi là mỏm đá sống ảo ấy, của các dân phượt rất thích. Đến đây thì dân phượt sẽ đứng ra cái mỏm đá kia và chụp ảnh ngắm xuống cái dòng sông Nho Quế này. Đấy, một cái cảnh thiên nhiên rộng lớn. Đây là đang lưng đèo mà mới đầu xuân năm mới, các bạn biết rồi, đi du lịch cứ ầm ầm luôn, rất nhiều du khách đi du lịch các bạn. Đấy, phượt thủ các kiểu luôn, đi đua nhau luôn. Đấy, đây đang chính là ở lưng đèo Sống Mũi Ngựa. Đấy, thì tiếp nữa thì tôi sẽ lên hẳn cái điểm dừng chân ở Sống Mũi Ngựa nhá, cho các bạn xem. Đấy, đèo như này mà các bác ấy phóng ghê không, đúng là phượt. Đấy, đường những con đường bé tí như sợi chỉ và mỏm đá sống ảo. Rồi bây giờ tiếp tục cái điểm kia nhá, tôi đến là chính là điểm dừng chân chính của đèo mã Pì Lèng. Đấy, bây giờ tôi sẽ lên trên đấy luôn. À, vách đá này thấy ghê chưa, thấy chưa, sợ không, vách đá. Đấy, bây giờ tôi đã lên đến nơi. Đấy, đây chính là điểm dừng chân mã Pì Lèng, quan sát xuống chưa? Bên này người ta gọi là vách đá thần. Đấy, và trên này có tuyến đường đi bộ. Đấy, đây cái điểm dừng chân đấy, đây nó có một cái mô típ mà của ngôi nhà truyền thống của người Mông. Đấy, còn đây là biển. Đấy, du khách thì rất là đông. Con đường hạnh phúc đấy, chính là cái điểm đường mà bắt đầu tôi đi đấy. Đây, wow, thấy chưa. Đấy, đây chính là điểm dừng chân. Khu này là có mấy hộ này là chưa có điện này. Đấy, Panorama bé tí bên kia, chúng tay chỉ. Đấy,
Đấy, dưới này là điểm xuống dưới nữa, cũng là điểm để ngắm sông Nho Quế. Bên này chính là đường mà đi trái tim đá. Đấy, trái tim đá bên này, đi sang bên này. Đấy, các bạn nhìn rất là đông. Thôi, bây giờ tiếp tục tôi sẽ lên tiếp nữa điểm đó là đường đi Vách Đá Thần và tượng đài Thanh Niên Xung Phong nhé. Thôi, tôi xin phép tiếp tục hành trình. Từ đây thoát khỏi cái điểm dừng chân Mã Pì Lèng thì chính là điểm nữa là ngắm sông Nho Quế. Đấy, cũng rất là đẹp. Nhưng điểm này thì thường là chỉ những cái dân phượt, họ đi thì họ dừng lại thôi, đi xe máy thôi thì họ dừng lại. Đấy. Còn đi ô tô thì thường không để ý những cái đoạn này, tại vì đoạn này không có điểm đỗ xe mấy. Đây. Không có điểm đỗ xe. Từ đây sang Đồng Văn là còn 10 km nữa. Đi lên đường này, trên này là đường đi Vách Đá Thần thì tí nữa tôi sẽ quay lại. Còn đây chính là hẻm Tu Sản, nó cắt ngang từ bên này sang nhá. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy, cắt ngang qua cái núi này đi sang bên này. Đấy, đi về đây, về đây, về đây, lên đây. Lên đây là cái chỗ này là bến thuyền cuối cùng. Đấy, thuyền chỉ đi đến chỗ này thôi. Đấy, xong rồi họ quay lại, họ không đi tiếp lên trên kia. Tại vì đi tiếp lên kia nữa là điểm là khu này là gần như là Trung Quốc rồi, chỗ tay tôi chỉ này. Đấy, lên đây này, lên đây, lên đây. Đấy, bên đó là Trung Quốc. Đấy. Đáng nhẽ là hôm nay tôi đi chợ biên giới là đi chỗ này này, cái đường này này. Đấy, nhưng mà hôm nay không dám đi. Tại vì bên đó là đang có cái dịch. Nên là những cái người Việt Nam mà sang buôn bán ngày Tết này là họ đuổi về hết rồi, không cho bán. Đấy. Nhà Trung Quốc rồi, các bạn nhìn thấy. Trong điện thoại thì có khả năng các bạn không nhìn thấy được, nhưng mà tôi quay, tôi nhìn mắt ở đây thì có thể thấy được những cái nhà Trung Quốc trắng trắng bên kia. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục hành trình. Vẫn chiếc xe máy đó, găng tay và tất cả lên tiếp trên này. Đấy, một mình một ngựa nhá, tiếp tục. Đấy, từ đây các bạn nhìn xuống cái hẻm này cũng đẹp này. Đấy, mấy núi rất là tuyệt vời. Đấy, núi đá. Bây giờ tiếp tục đi hành trình lên đó chính là đường đi cổng trời và bảo tàng nhé. Bảo tàng Thanh Niên Xung Phong và tượng đài Thanh Niên Xung Phong. Đấy, ở trên này. Điểm nhìn xuống. Phải nói là hôm nay khách du lịch đi rất là đông. Phải nói là gặp rất nhiều khách du lịch. Chắc là họ đi từ hôm mùng 3, mùng 4 rồi, nhưng mà hôm nay họ mùng 5 họ có mặt ở trên đỉnh đèo rồi. Hay là hôm qua họ đã chơi ở bên Cổng Trời Phú. Đây, đây chính là bảo tàng của con đường Hạnh Phúc nhá. Đấy, hôm nay thì ngày nghỉ thì du khách chơi cũng rất là đông. Đấy, và cả dân. Còn đây là tượng đài Thanh Niên Xung Phong. Đấy, ở trên đèo Mã Pì Lèng. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong tượng đài đây cho các bạn xem. Khu vực này. Đấy. Thanh niên trai gái. Một trong những con đường đẹp nhất đấy. Từ chỗ tượng đài Thanh Niên Xung Phong và nhìn xuống thì cả một con đường
uốn lượn rất là đẹp. Đây các bạn nhìn xem. Chưa? Những con kiến đang đi trên vạn lý trường thành. Tuyệt vời. Ngay sau cái chỗ này thôi là cái đài sen bằng đá nhé. Có nghĩa là 5 ngọn núi xếp lại với nhau ấy. Đây chính là cổng chào kết thúc huyện Mèo Vạc. Đấy, để tiếp tục bước sang huyện Đồng Văn thì bên kia cổng chào đã là chính là của đất Đồng Văn rồi. Đấy, thì đến với Đồng Văn thì cũng có rất nhiều điểm du lịch, đặc biệt là đầu tiên là đến với phố cổ Đồng Văn. Đấy, bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình tiếp tục đi vào phố cổ Đồng Văn nhé. Đây là kết thúc huyện Mèo Vạc và xin chào Mèo Vạc, hẹn gặp lại. Mèo Vạc kính chào quý khách đây. Đấy. Vượt qua cổng chào thì chúng ta đến ngay với thị trấn Đồng Văn. Đây chính là thị trấn Đồng Văn đây. Đấy. Các bạn nhìn đây nhá. Đấy. Thì thị trấn Đồng Văn thì có phố cổ rất là nổi tiếng và điểm nó tiếp nữa là điểm đồi cao. Đấy. Điểm tại sao gọi là điểm đồi cao là điểm ngày xưa có thực dân Pháp họ đóng quân ở đó. Và họ kiểm soát toàn bộ cái thị trấn Đồng Văn này. Đó. Thị trấn Đồng Văn này hơn thị trấn Mèo Vạc là có ruộng và có nước. Đấy. Các bạn nhìn thấy là có ruộng rồi phải không? Có ruộng lúa. Đấy, họ có thể canh tác được lúa nước. Đấy, tại vì bên này nước nó sẵn hơn bên Mèo Vạc. Bên Mèo Vạc thì nó khan hiếm hơn. Bây giờ tôi và các bạn sẽ tiến thẳng xuống luôn thị trấn Đồng Văn để xem thị trấn Đồng Văn có gì dưới đó nhá. Rồi, let's go xuống luôn. Tiếp theo thì tôi đã đến phố cổ Đồng Văn. Đấy. Đây, ngày xưa chỗ này chính là chợ phố cổ. Đấy. Khu vực này là chợ phố cổ, nhưng bây giờ chợ đã được chuyển sang chỗ khác. Đấy. Không còn ở đây nữa. Đấy. Đây chính là phố cổ Đồng Văn nhá các bạn. Đấy. Trên này. Đấy, cả khu vực chợ này. Trong chợ này thì tôi cũng đã quay chợ phố cổ Đồng Văn rồi. Các bạn đến đây thì Đồng Văn thì rất sẵn chỗ ngủ nghỉ. Đấy. Ngủ nghỉ thì các bạn có thể ngủ ở đây. Đấy. Rất là sẵn. Đấy. Chợ này chủ yếu là đá. Và trên này chính là điểm đồi cao rồi. Đấy. Đồi cao của Đồng Văn. Đó là điểm ngắm toàn cảnh thị trấn Đồng Văn. Đấy. Nếu mà để so sánh Đồng Văn với Mèo Vạc ấy thì cái quỹ đất của Mèo Vạc nó rộng hơn. Đấy. Quỹ đất ở Mèo Vạc nó rộng hơn rất nhiều nhá. Ở đây thì nó rất là hẹp nên là nó không được rộng bằng, nhưng mà thì nó hẹp thì nên là cái nó không bị loãng. Đấy, nó chật mà. Nên là cảm thấy nó đi nó rất là ấm cúng. Đây khu này. Đấy. Chợ phố cổ này. Tôi đang lên này. Đấy nhá. Tôi quay toàn bộ cho các bạn xem. Tiếp tục rời phố cổ Đồng Văn thì tôi lại di chuyển đến bãi đá Mặt Trăng và dinh thự họ Vương nhé. Bây giờ các bạn tiếp tục cùng tôi hành trình. Vâng, và bây giờ tôi đã đi ra khỏi thị trấn Đồng Văn và tiếp tục địa điểm đó chính là bãi đá Mặt Trăng và khu dinh thự họ Vương. Đấy. Thì đây chưa phải là bãi đá Mặt Trăng đâu nhé. Các bạn đừng hiểu nhầm. Đây không phải là bãi đá Mặt Trăng mà là bãi đá Mặt Trăng nó ở đằng sau cái cua này. Đấy. Lên sau qua cái cua này. Dưới này là có một cái cây thiêng. Đấy, khu này là có cây thiêng nên tôi dừng lại để quay cho các bạn xem. Đấy. Đây này, cây thiêng nó nằm đây. Đấy. Của người Mông ở khu vực này. Đấy. Thì từ đây mà đến bãi đá Mặt Trăng thì nó còn khoảng 4 3 km nữa di chuyển tiếp. Thì nó sẽ còn khoảng 3 km nữa. Đấy.
khu này thì cảnh đẹp, thì tôi thôi đứng ngồi lại dừng nhìn tí, thấy mê quá. Chỉ có đá với trời thôi. Đấy, tuyệt vời. Thấy chưa? Đây, đường này. Thôi bây giờ lên bãi đá mặt trăng cho các bạn xem bãi đá mặt trăng nó như nào nhé. Như trên cung trăng ấy. Đây chính là đường rẽ đi dinh thự họ Vương. Nhưng mà dinh thự họ Vương bây giờ tôi sẽ không xuống quay chi tiết nữa, mà tôi chỉ đứng trên quay cho các bạn xem thôi. Tại vì tôi đã có những cái video riêng về dinh thự họ Vương rồi, các bạn có thể tự tìm xem. Đấy, và tôi sẽ đi tiếp lên bên kia để quay thẳng xuống nhá. Một đường nữa đi tiếp nữa là có nghĩa là trên chỗ kia là đường rẽ đi cột cờ Lũng Cú. Nó có hai đường. Cột cờ Lũng Cú thì tôi cũng đã quay rồi. Các bạn hôm nay tôi chỉ quay cả một cái tuyến hành trình đi du lịch thì các bạn có thể xem được thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ ra bên kia rồi quay xuống dinh thự họ Vương. Đây. Từ trên cao nhìn xuống thì đây chính là dinh thự họ Vương nhé các bạn nhé. Đấy. À, nằm trọn trên một cái thế, người ta gọi là thế Mai Rùa. Đấy, nằm ở trong cái lùm cây này. Đấy. Còn khu vực xung quanh ngoài này là các con cháu của dòng họ Vương. Đấy, có nghĩa là dòng nhánh thứ ba của người vợ thứ ba đã được nhà nước di ra cho ở xung quanh này. Còn bây giờ cái khu chính này là được làm khu du lịch rồi. Đấy, để cho mọi người vào tham quan rồi. Khu này thì là nằm trên thế Mai Rùa. Đó là của một cái ông nhà đi xem địa lý của người Trung Quốc đã chọn cái vị trí này cho ông Vương Chí Sỉnh. Đấy, có nghĩa là ông vua mèo ấy, để làm cái nhà này. Nó có nghĩa là khu vực này là phòng phòng ngự tốt và khó tấn công. Đấy. Đấy, các bạn nhìn xung quanh là đồi núi hết. Đấy, và pháo có thể là không thể bay được từ bên này sang. Đấy, một cái thế rất là đẹp. Và nhìn ra cái đồi Ba Sôi bên này. Đấy. Đúng nhá. Đấy, đây là nhà ông Vương Chí Sỉnh. Thôi bây giờ thì tôi sẽ di chuyển tiếp lên bãi đá mặt trăng. Đấy, từ đây lên bãi đá mặt trăng thì chỉ khoảng ngay sau này thôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lên nhá. Còn đường bên này rẽ đi cột cờ Lũng Cú thì tôi sẽ không đi cột cờ Lũng Cú nữa. Đấy, tại vì các bạn biết rồi, các bạn ngay trên này nó có một cái chợ, người ta gọi là chợ Xà Phìn. Ngày xưa chợ Xà Phìn ở dưới này nhưng mà bây giờ đã được đưa lên trên này rồi. Và đường đó là đường đi cột cờ Lũng Cú thì tôi sẽ không đi cột cờ Lũng Cú mà tôi đi về Hà Giang, đi qua bãi đá mặt trăng. Và tiếp đến là nhà của Pao. Đấy, có nghĩa là cái ông gọi là quản gia của cái ông vua này. Đấy, quản gia của ông vua mèo, khu vực của nhà của Pao ấy. Và tiếp nữa là dốc Thẩm Mã. Và tôi kết thúc cái video của tôi ở đó nhá. Bây giờ tiếp tục hành trình lên bãi đá mặt trăng. Đây, điểm tiếp theo đây. Sau dinh họ Vương thì chúng ta lại tiếp tục đến với bãi đá mặt trăng. Đấy, khu vực này chỉ có đá thôi. Đấy. Nhìn như trên cung trăng luôn. Nơi chỉ có đá với trời. Bãi đá mặt trăng. Đấy. Đấy. Mọi người đang nô nức chụp ảnh này. Đấy. Còn nhìn thấy nguyên đá. Bây giờ thì tiếp tục tôi sẽ di chuyển xuống đèo Thẩm Mã và nhà của Pao nhé. Cuối cùng thì tôi đã đến nhà của Pao. Khu nhà của Pao thì đây. Các bạn ạ, ở đây rất là đẹp.
đang rất nhiều người đi chơi ở đây. Đây là khu cả làng đấy, làng của Pao. Đấy. Làm chụp ảnh thao hồ luôn, rất là đẹp. Đấy. Thấy chưa? Tuyệt vời luôn. Rất là đẹp này. Các sản phẩm của địa phương trong cái tòa nhà của Pao. Và tạm biệt chỗ này, tôi sẽ di chuyển tiếp đến đèo Thẩm Mã nhé. Đấy. Và đẹp. Kết thúc hành trình thì đây chính là cái đèo Thẩm Mã nhé. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ xin các bạn biết đèo Thẩm Mã rồi, chính là cái đèo mà ngày xưa là thử ngựa của vua Mèo. Đấy. Vua Mèo mang cái ngựa ra đây để thử. Đấy. Con nào có sức mà vượt được cái đèo này ấy, thì là mới là tuyển làm ngựa chiến cho ông ấy. Xuống hết chỗ này là bãi đá Hải Tẩu và đi ra nữa là huyện Yên Minh. Đấy, thì trong kết thúc cái cuộc hành trình của tôi trong các điểm du lịch trên cao nguyên đá Đồng Văn trong vào ngày du xuân. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé vào những video tiếp theo của tôi trên cao nguyên đá Đồng Văn.